Chào các bác nha. Tôi hôm nay tôi làm cái clip này để giới thiệu đến các bác cái chương trình khuyến mại của tháng 3. Thì trong tháng này là tôi sẽ tặng một cái vòng gỗ huyết long thân 10 ni và cái vòng lu cũng thân 10 lu gốc cây già 10 ni. Hai cái loại này khác nhau, chất lượng khác nhau. Hàng gốc này tốt hơn này. Và hàng thân này thì giá nó sẽ rẻ hơn và chất lượng nó sẽ không được tốt bằng. Thì chương trình khuyến mại sẽ như sau này: được giảm giá và được tặng vòng. Thì những cái hàng các bác đặt hàng với đơn giá dưới 500.000 thì các bác sẽ được tặng một cái vòng thân huyết long 10 ni này. Và những cái đơn đặt hàng nào các bác mà được trên 500 thì các bác sẽ được tặng một cái vòng lu huyết long gỗ già đẹp như 10 ni như này. Đó, trên 500 nha, đơn giá trên 500. Thì đây tôi giới thiệu một số cái sản phẩm nổi bật của Mộc Hương Shop để cho các bác đặt hàng. Đây là cái vòng, cái đơn đặt hàng của anh Điền. Anh ở Long An hay ở đâu vậy? Hôm nay anh có đặt bên tôi. Đây này, anh Điền này. Đã được tặng một cái vòng ở An Giang, Châu Phú An Giang. Đấy, đặt một cái vòng bách xanh 16 ly và được tặng thêm một cái vòng thân 10 ni huyết long loại thân này. Đó, đây là đơn của anh ấy đây. Tí tôi sẽ đóng hàng cho anh sau. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến các bác qua những cái sản phẩm như là huyết long này. Huyết long thì nó có mấy loại nu ấy, thì các bác sẽ xem thêm nhá. Hàng nu thường này, hàng nu đẹp, hàng chọn đẹp, hàng chọn VIP và hàng chọn nu hoa vân, vân nu hoa cực kỳ đẹp như thế này. Vân kín 90-100%. Độ thấu quang lu hoa thì nó không bằng lu VIP nhưng mà nó sẽ đẹp hơn và chất gỗ nó sẽ già hơn, giá nó cũng cao hơn một chút so với tất cả các loại còn lại. Hàng lu VIP này thì giá của nó là lu hoa này giá của nó là cao nhất các bác nhá. Đây là 20 ni. Đây 18, đây 16 và đây 14 ni. Lu hoa, toàn bộ lu hoa. Còn đây là hàng đẹp. Hàng VIP thì tôi sẽ không xỏ sẵn mà phải chọn cơ. Hàng VIP thì phải chọn từng hạt nó đỏ rực 90-100% như các bác nhé. Nếu mà các bác nào theo dõi cái kênh của tôi thì có thể là xem những cái video rồi đó. Những cái hạt nó đỏ gần như là tuyệt đối đấy. Mà hàng lu chun sụn nha. Hàng lu chun sụn gốc cây nha, chứ không phải là hàng thân nhá. Hàng thân như này thì tôi không nói. Hàng thân như này thì nó đỏ gần như là cũng tuyệt đối rồi. Nhưng mà chất gỗ nó không được già và không được bền. Còn hàng nu thì tôi mới nói hàng VIP thì nó mới là đẳng cấp và nó mới nhiều tinh dầu thì nó mới được giá trị cao. Còn cái hàng đặc biệt, hàng nu hoa như thế này thì chọn vân già, những cái gỗ già lâu năm, lâu nhất nó phải tầm 8-90 năm đến 100 năm hoặc hơn thì gỗ nó gần như là hóa đá rồi. Thì giá của nó hiếm, vì nó hiếm nên giá của nó sẽ cao, mua vào nó cũng sẽ cao hơn. Thì các bác nào muốn sử dụng, đây này, cái vòng nó nặng lắm, chìm nước toàn bộ luôn. Toàn bộ những cái hàng nu là nó chìm nước hết nha các bác nha. Gần như là chìm nước hết, còn những cái hàng mà khô, quá khô tinh dầu thì nó không có tinh dầu một chút nào trong gỗ. Thì hàng rẻ tiền như thế nó bán trên mạng nhan nhản đấy thì nó không chìm nước đâu các bạn, nó nổi. Vì nó không có một tí tinh dầu nào trong gỗ mà, nó không nặng, nó không chìm được. Thì các bác hết sức là chú ý nhá. Thế tôi tư vấn, dành nhiều thời gian tư vấn cái thằng lu huyết long này vì rất là nhiều người bán hàng, người ta trên mạng người ta bán nó không chất lượng lắm. Đó, thì đây là cái vòng bách xanh này. Vòng bách xanh Mộc Châu, hàng chìm nước, hàng nhiều tinh dầu, hàng dễ này. Thì cái hàng này nó cũng ok, hàng này nó thơm. Nếu mà các bác cần mùi thơm mạnh và giá hợp lý thì các bác nên chọn cái vòng phổ thông ấy, gần như là giá phổ thông luôn. Thì vòng bách xanh này là giá rất là phổ thông. Đó, lại đang được khuyến mại giảm giá nữa nên là giá của nó khá là rẻ thôi. Và đây là vòng xưa, vòng một số cái vòng xưa, mẫu vòng gỗ xưa, xưa đỏ Quảng Bình, vân cực kỳ đẹp và già, gỗ chất gỗ già, hạt tròn này, hạt trúc nhộng này. Hạt đây loại trúc nhộng kiểu này và loại trúc nhộng kiểu này nó có hai loại. Đó, gỗ xưa rừng, toàn bộ bên tôi là gỗ xưa rừng hết nhá. Nói chung là anh em ở trên này để mua bán là lòng tin là chính.
ở trên mạng mà online mà lòng tin là chính, cho nên là nếu mà các bác đã tin tưởng, đã xem được clip mà đã yêu mến tin tưởng vào Phương Shop thì yên tâm là bên tôi là đặt cái chữ tín và cái chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, vì thế nó mới được lâu dài và bền vững được. Chứ còn mà làm những cái hàng hàng rẻ tiền, hàng giả, mình có thể ban đầu mình có thể lãi rất là cao, nhưng mà khi mà người ta biết, vì không phải là một mình bên tôi kinh doanh những cái mặt hàng gỗ xưa này đâu, mà rất là nhiều người người ta kinh doanh, người ta cũng kinh doanh, và anh em thợ người ta mua về phát là người ta hỏi hỏi rất là nhiều chỗ, thì người ta biết ngay là mình bán hàng chuẩn hay không. Cho nên là mình mà mất uy tín phát là mất khách ngay. Vì thế là tôi bán chủ yếu là hàng chuẩn này, hàng như nào là tôi nói đúng như thế, sự thật như thế, và các bác mua thì hoàn toàn là yên tâm. Và đã có những vị khách mà rất là nhiều rồi, đã mua đến 3 đến 4 vòng cho cả người thân luôn, giới thiệu luôn, rồi người ta rất là tin tưởng rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm, đặt niềm tin vào một Phương Shop thì yên tâm nhé. Nên tôi sẽ chọn hàng rất là ok cho các bác luôn. Nếu các bác muốn xem hàng trực tiếp, ảnh xem ảnh thì tôi sẽ gửi ảnh cho các bác xem qua Zalo hoặc Facebook, rất là đơn giản thôi, nhanh lắm. Và đây là cái vòng tử đàn, tiểu diệp tử đàn lá nhỏ, hàng Ấn Độ, nhập khẩu gỗ Ấn Độ trực tiếp luôn. Tôi cũng đã có rất là nhiều clip rồi, giới thiệu rồi. Đó, tiểu diệp tử đàn Ấn Độ. Và đây là vòng huyết long, nhưng mà hàng mộc thì để nó thơm lắm, nó thơm dễ chịu, hàng mộc luôn, nu già để mộc. Đó là những cái vòng, đây là chủ yếu là giới thiệu đến các bác để tặng, mua hàng thì sẽ được tặng những cái vòng như này. Thì đằng nào các bác cũng có nhu cầu mua hàng thì đang được khuyến mại, thì các bác nên nên mua đặt hàng để tôi có thể là tặng, cũng như là báo giá giảm giá cho các bác cho nó hợp lý nha. Rồi, xin cảm ơn và chúc các bác may mắn, vui vẻ. Cảm ơn các bác đã ủng hộ Mộc Hương Shop. Rồi, xin chào.